cầm cho lên là đi câu với lại dít hết 1 gram. Đây là cái mới dít hết của mình. Thì trong tương lai là mình sẽ về dít hết của Majorap á, nhưng mà hiện tại bây giờ là mình đang tìm hiểu và tập đánh nhiều loại dít hết khác nhau, nhiều loại cân nặng khác nhau để xem coi nó có phù hợp với lại cái địa hình của cái miền của Việt Nam mình hay không, đặc biệt là những cái hồ dịch vụ để câu cá bể cá nhát. Thì ngày mai là mình sẽ làm challenge đi câu phần mềm dít hết 1 gram ở cái hồ Mạnh Việt này. Thì tương đối là anh em hồ mới thì cá nó nhiều rồi dễ câu, nhưng mà bây giờ mình làm khó mình bằng cách là mình quấn mồi nhỏ, đồ nhỏ, đồ các thứ. À, cái con mình đánh là con Majorap Fighting Claw nha. Con này là mình có bán, hàng còn stock một ít rồi, sắp hết rồi. Cái setup của ngày hôm nay mình đánh sẽ là cần Majorap Azido CL Lumax 3g, máy Daiwa Theory 1003, dây BE0.3 và leader 11.5 nha. Anh Nam ơi, giờ anh nghe quýnh độ đi. Quýnh giờ đó chiều 5 giờ gõ cái bon, cái thằng nào quýnh được con cá bự thì được bao con trầu về nước. Hợp lý không? Ok không? Chơi mày. Giờ anh chiều nào quýnh cá bự nhất là được bao trầu về nước nha. Đánh độ trầu về nước đi. Đó, dính là phải không? Sảy à? Thấy không? Ở đây quýnh là quýnh dày. Thấy không Nam? Biết câu không em? Nam biết câu cá không em? Biết câu cá không? Biết câu không lên chỉ cho. Dày. Hên thôi mày ơi. Hên á, mày hên á. À. Trời ơi. Trời ơi. Ai Nam theo mày thì cần ai, cần AG là để câu mồi nhỏ hay để câu cá nhỏ? Câu cá nhỏ. Gì? Cần Azido, cần Azido là để câu cá nhỏ hay câu mồi nhỏ, cho nói lại. Câu mồi nhỏ nhưng mà cá nhỏ ăn. Ừ, tại cá nhỏ nó ăn thôi chứ không phải là tại vì cái cần này để câu cá nhỏ, mày hiểu không? Hiểu không? Do you understand? Má quá trời quá đất. Cái đó mà nó như nó nằm nó như nó cái đấm rừng ở trong cái bùa trà đó, đấm trà đó đó. Mấy chậm nhỏ là nó nằm dựa của đó hết. Ừ. Nhiều khi nó cũng đéo ra luôn, nó nằm trong đó. What the hell? Đột má, này là PC unlock nha. Con này là con gì? Con cá gì? Quên mẹ tên này. Anh em coi kênh biết con này tên gì nói mình biết nha. Mình là new PC unlock. Câu được giống cá mới ở môi trường nước mặn. Này chắc con cá chốt hay gì mày? Chốt hay là dầu biển gì đó. Đúng rồi, dầu biển á. Với bên đại nó kêu là dầu biển. Với lại mới mới phá phá lời nguyền luôn. Lời nguyền màu xanh dương.
Đó giờ chưa bao giờ dính cá bằng màu xanh dương, hôm nay dính luôn. Thằng nào đi được kiểu đó. Mà tao nói đi là phải có xuồng, xuồng riêng. Chứ xuồng trên đó nhỏ lắm, không ngồi được đâu. Mang máy không mà Nam? Không. Rồi, này là tính nha, anh chưa không có vợ anh bà nhưng vẫn tính. Này anh có thể là anh sẽ... Có thể là anh ăn gian. Nhưng mà tại vì anh quay qua nói chuyện em nên cá nó mới rớt. Nên mình em rất tập trung, hiểu không? Nhưng mà vẫn tính. Không có này. Cái này sao? Ừ, bữa nay nói chung là phá lời nguyền màu xanh dương rồi nha anh em. Đó giờ mình chưa bao giờ dính cá màu xanh dương, bữa nay mình dính rồi nha. Cái nói với con mới mà giờ mới lới được không? Mới mà mới lới. Hay quá anh ơi. Nhận là màu xanh dương. Bé này là gọi là cũng lớn lớn rồi đó. Cũng vô lớp 1 rồi. Cũng vô, này mới học lớp lớp gấu bông thôi. Mới có 18 tháng lớp gấu bông giống như con tao. Gấu bông. Chưa được chòi luôn. Có tôm. Bông cát. Chi á. Mà chi á. Anh em tự hỏi là tại sao đang câu trong hồ bên kia là mình lại có mặt ở đây. Thì do là cái chuyến đi lần đó mình câu chút xíu tới khoảng xế xế là trời nó mưa rồi. Nói chung là cũng cái hồ đó, hồ mà Mạnh Hiệp đó cũng được. Ok, cơ sở vật chất ổn. Nói chung là làm theo kiểu chiêu thì được. Ok lắm. Nhưng mà biển cá là cá nó hơi phèo thôi, cá nó còn hơi nhỏ. Mặc dù là anh chủ hồ đã bồi thêm cá lớn vào rồi nhưng mà anh em cũng biết rồi. Cá lớn thì dễ gì mà ăn được nó đúng không? Cá lớn là hạnh xui. Dễ gì mà ăn được nó. Nên ngày hôm nay là mình có mặt về một cái đầm mà mình câu rất là nhiều lần rồi. Để mình thử sức với cái bộ cần Azido và cái setup nhỏ nhất hiện tại giờ của mình có là B0.3 Leader 1.5. Để xem khi mà mình câu cái tự nhiên thì nó sẽ là như thế nào. Nó sẽ mới sáng vô có tùng. Không có này cũng có kia thôi. Bắn cũng không lụm được. Giờ em hết dám đi vô khúc đó luôn. Cây cỏ nó dày quá rồi dám đi nữa. Trước em câu ở đây là mấy năm trước là cái đường cỏ là nó trống luôn, đi thẳng vô tới bên kia luôn mà nay là thua rồi, hết dám đi rồi đó. Không mà không có anh chủ mà anh không có làm đường đó tại anh không cần đi bộ cái chỗ đó. Là của ta không ta. Hả? Ta đâu. Cái anh đang coi bây giờ là cháu của chủ cũ. Chủ mới bây giờ kêu anh coi giùm luôn. Đúng rồi. Dính. Cái bóng cát. Chính ngày đó là đụ mẹ không đường nào xảy. Ừ, mình vô mình nhấp bóng cát gì về kho ăn. Hả? Không ăn đường này.
Nay nó ăn để ra cái lạch này nè, nó nằm ở cái lạch này nhiều lắm. Làm cái đúng á. Cái hả? Dạ. Vậy mà câu bằng tôm với bằng hà không có gì dính nó được á. Câu bằng tôm hà nó không ăn mà câu mà câu. Sao? Nó đâu có kịp ăn xuống con cá nóc ăn mẹ hết rồi. Câu câu mà giả nó ăn. À. Đúng là cá nóc mốt rồi. Bỏ vô đi đụng mà để hồi nó ương mẹ. Kệ nó không có cá lớn, câu giá nhỏ gì cũng vui rồi tụi. À, có một câu khoảng chục con này coi về ăn kho đập nồi cơm luôn ấy, này cái giỡn. Con này thấy vậy chứ nó ngon không buồn. Gì luôn. Bây giờ dạ. Thì giờ các con gì ăn bắt con đó chứ. Bữa chú qua đó chú đứng cái quýnh cặp vô cái đường bờ đó phải không? Không, quýnh thẳng rồi dữ lắm. Thời giữa luôn. Hứ, phạch đứt mò, đứt dây luôn. Đó. Bạn chụp hả đủ. Tới giờ đi mà phải đi vô gỡ cá nè. Cây. Con chờ ngày tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày đêm mới gần này vô đây câu bóng cá. Mà năm ngoái cá câu mà cây đây mà cho lắp đây đâu có sướng đâu. Vô đây cũng câu cũng dính nhưng mà không có sướng. Câu bằng cây này nó mới sướng. Nó feel feeling. Đó, đó, đó. Vô tới bờ cũng kìa. Nằm dưới chân vô tới bờ chụp. Nằm biển đi vô quá, cặp mình đi lông bỏ vô luôn. Má biết ngay mà. Đứt bè. Cả vô trong cái gỗ. Đứt dây. Không phải dây anh hơi bé. Dây của anh có 0.3 lấy gì cường với nó em. Mà nó đứt là do nó cạ vô cầu cái cột cột chòi á. Nó nằm dưới chòi nhiều lắm á Nam. Nam. Trời tự nhiên đứt dây luôn. Vì hình tự nhiên cái tự nhiên đứt dây luôn.
cá chét. Cá con cá này trong đầm này nhiều lắm luôn nè. Dính hai con là biết rồi, hai đường hai con là biết rồi. Đâu? Ý là hai đường hai con á. Ừ. Cá sát đâu? Đâu cá sát ra làm việc liền. Ghét các bạn, ghét con người, nó ghét cá sắt quá ha. Ô bữa nay đem bánh kẹp này đi là quýnh cá ở đây là hợp lý luôn á. Đù má chập. Ngon, lậm luôn. Nó kẹp mày hả? Rồi giờ làm sao? Không có lời anh, có lời, có lời. Có lời, có lời, đem về kêu Hiền làm ăn luôn. Cái chuyện kẹp á, giờ cầm về luôn chứ sao. Chiến lợi phẩm đâu đưa. À, hôm nay là nói với anh em là hôm nay là nói chung là mùa này đi câu nó stupid dog lắm anh em. Cái ngày đầu tiên á thì đi tiền chạm hồ mới mà câu tàn là tàn là mới đẻ không à. Ngày thứ hai đi câu hả, tới trưa là mưa tới chiều. Bữa nay đi câu thì đi bắt cua. Tao đưa cua coi anh em. Trời ơi, đừng để nó kẹp vô cái cần nha, nó mà kẹp cái cần cái là về dọc cái cần luôn á. Nói chung là cái mùa này đi câu kìa nó stupid dog sao anh em, thiệt luôn á. Anh cũng không hiểu luôn á, chi á. The heck. Ở đây hình như là mình câu ở đây hình như là hơi sai lầm đúng không ta? Mình câu ở đây hình như là hơi bị sai lầm. Ừ. Ô. To. Ây 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 ây. Bắt con cá này là toang, hơi bị lâu đó mấy bạn ơi. Bỡ mà nó chứ anh bắt lâu lắm nha. Hơi lâu.
anh em xem vlog cái này là chắc chữ bên này đó, chắc chữ tan nát rồi đó. Nhưng mà nếu anh em không để từ đầu thì mình câu là be 0.3 nha, lít đầu 1.5, nên không có đường nào mà mình chấm cương với nó cả. Cái gì cũng phải từ từ, đồ mình quýnh rất là nhỏ. Aizido 662L luôn mắc chỉ có 3g thôi. Mình hy vọng con này mình sẽ bắt được. Tại vì cái rô check này mình đi đã 3 ngày rồi. Cái rô check tới cây cần này là 3 ngày rồi, 3 chuyến câu rồi. Mình chưa dính kẽm nào coi cho được hết á. Hôm nay mình vẫn đi dịch vụ thôi, Mỹ Hiền Quán. Nhưng mà hy vọng lần này con cá này mình sẽ bắt được. Yeah, sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Yeah, fuck, fuck. Hơi lâu một tí nhưng mà cũng được rồi. Vô đây là xong rồi nha anh em. Vô đây là xong rồi. Yeah. Azido. Nam ơi. Vô hàng ơi. Vô rồi, dính rồi. Shit. Vô cho Nam, vô cho Nam. Con em vô chưa? Con anh qua tới nè. Con anh qua tới nè Nam ơi. Ủa con mày nhảy, con tao nhảy à? Chết mẹ, nó chạy qua bên kia chắc luôn. Xong rồi Nam ơi, tiêu rồi, con này tiêu rồi. Con này anh nghĩ anh tiêu rồi. Chết mẹ, nó chạy qua anh kia rồi. Ây da. Quá đã, quá đã. Nam ơi, mày giúp tao cái này một cái. Chuyền cái cần qua.
Má sao chiều mới được ta? Đi vô bùi dừa rồi, phải đi vòng ra đó, đi vòng qua cống đó. Thì nó đi vòng luôn rồi, giờ tao phải chạy vòng theo nó nè. Nó nằm qua tới cái bờ bên kia luôn rồi. Santo, Santo, Santo. Santo. Ôi dễ gì mà Santo tao nữa, đưa cái đầu lên là tao hạ cần rồi, dễ gì đứt nữa. Hình như bắt bên đây nó hơi xa đúng không ta? Mày đi bộ qua bển mình đưa vô bà mà dắp mẹ lên. Đây 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 đây. Aji là phải vậy, Aji mốt chơi. Về. Hả? À, tao nghĩ chắc mày vô của mình đi, để tao xử lý của mình được rồi. Xa lắm. Nó mệt rồi, nại nại nó vô được rồi. Nó hết chạy nổi rồi. Tao thấy nó đưa đưa cái đầu lên rồi, chuẩn bị giống như nó Santo hay gì vậy. Nhảy hết nổi. Nhảy hết nổi luôn. Ghê ghê nhảy ra. Nhảy hết nổi luôn. Gì? Nãy ăn ngoài đúng không? Nó ăn ngoài. Chứ nó ăn trong nãy giờ đứt rồi á. Nó ăn là tao cạ nó dây, nó cạ một phát một và đứt dây liền. Dây lít đời 4. Lít đời 3 còn chịu không nổi mà. Cá bự lên đây nên là đâu bắt kỹ không có dám ẩu. Thì nó chạy qua đây là hết hồ rồi đó. Đâu con cá 10 kg. 10 năm nữa. 10 năm nữa. Con cá nó muốn xanh tô mà nó sang tô hết nổi luôn rồi. Nó đưa đầu lên rồi. Rồi. Nó đi ấu con tôm ra, tao tưởng nó văng mồi. Rồi nó chạy lại như nó khỏe lại rồi nè. Chích mẹ nó chạy vô cống rồi. Yeah. Mai còn 21 còn mà, 21 âm còn mà. Ê. Mai còn 21 còn mà, 21 âm còn mà. Ê. Liêu liêu, quát lưỡi luôn. Quát luôn rồi. Quát lưỡi luôn rồi. Quát. Không, không, không có dính lưỡi gì vô người nó hết thì yên tâm. Xui. Liêu liêu. Về. Xui.